Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Video tiếp theo cũng đây là vườn cây cảnh bonsai của anh Vũ, Gia Lai, thành phố Pleiku. Thì có những video phát trước đó, quý vị cùng anh chị em mình ai chưa xem vào kênh xem lại. Vườn của anh Vũ thì cũng rất nhiều tác phẩm bonsai đa chủng loại. Đấy thì tiếp tục video hôm nay có những tác phẩm mà cũng khá là độc lạ quý vị, để chia sẻ cùng anh chị em mình thường lãm và cùng xem. Nếu mà cũng có đủ duyên thì anh chị em mình cứ liên hệ với anh Vũ thông qua số điện thoại Thanh Phú có để trên màn hình. Đấy thì một không gian khu vườn cũng khá là rộng quý vị. Đấy, nhiều bonsai, nhiều chủng loại, đa dạng kích cỡ. Đấy, những chiếc chậu và đôn, những cái chiếc chậu cũ, chậu cổ, chậu xưa. Đấy, anh bài trí cũng khá là đẹp, rất là nhiều. Rồi, tiếp tục quý vị. Đây, anh cũng có một số tác phẩm như xanh đề, đặc biệt là có những cái tác phẩm khế cũng hàng siêu khủng, siêu to, những cái bộ cốt đẹp. Rồi anh chị em mình cùng ngắm. Đây, trước màn hình là một tác phẩm xanh, những cây xanh già mịn. Đấy, xây cẩu. Phía trước này thì anh phối một dạng đôn, hay đôn trống, đôn vôi, khá là chỉnh chu và đẹp mắt. Đây, những cái bệ xanh mà già lâu năm, những cây rít chặt đá. Phải nói là quá mãn nhãn khi mà anh chị em mình mà có dịp ghé lại vườn của anh Vũ để ngắm và xem. Và đôi khi anh chị em mình cũng có chọn ra cho mình một vài tác phẩm quý vị ưng ý. Còn nếu mà thông qua cuốn video này anh chị em ở xa thì mình xem video rồi kết bạn với anh Vũ để cùng chia sẻ quý vị. Đấy, những cái cây khế phải nói là hàng siêu khủng, đẹp và to. Đấy thì trở lại trước màn hình quý vị anh chị em, đây là bộ đề, cái bộ đề phải là đề đọt đỏ ha. Đấy, những cái bộ đề mà quá già, đẹp quá không, cái dàn đế. Phía trong là một cây cốt hình thú nha. Đây nè chị em mình xem, không phải là đó, y như một con bạch mã ha. Nó chính xác hơn là một con ngựa vàng chứ không phải là bạch. Đấy, nó ngựa, kiểu ngựa đốm. Đấy, nó đang ngồi đấy, hay quá. Nhiều cái bộ cốt nó phải nói là nó kỳ dị quý vị. Hay này, bộ đề biết không, cây này nuôi vàng tay cũng lực lưỡng, dòng đề đỏ, đề đọt đỏ quý vị. Này là một cái bộ cốt nhãn, cây nhãn. Đấy, hàng siêu to. Rồi, để qua bên này tiếp tục một tác phẩm xanh.
tác phẩm xanh quý vị. Anh cũng phối phía trước cái tác phẩm này có một số chum chậu mâm đấy, qua không đấy, được phối trước một cây xanh, xanh bấm đá cũng hàng thuộc già mịn. Wow, những cái bạch rễ rít đá này, tay cành rục rịch hơn bông tán. Wow, đẹp không, một màu xanh cực kỳ đẹp, bậy khiếp không, sự chảy xệ của phần rễ nó đang lại nhau ha. Cây xanh già mịn. Khiếp. Phải nói thật sự rất nể ạ. Anh chơi đa dạng, đủ chủng loại. Đặc biệt là nhiều size nữa quý vị. Nhiều kích cỡ hơn. Rồi, tiếp tục bên này là một cái khế phải nói là lung lực, hoành rất to. Đây. Cũng hàng cổ thụ không quý vị. Những cây mà phá thế làm bonsai. Nuôi cái dạng tay cành đến thời điểm hiện tại. Đấy, nó to và dày mịn rồi. Những cây khế quá cổ. Hoành này hoành cũng phải là gần 200 đồng này chứ không phải ít đâu. Có thể hơn 200. Wow, cây khế cổ. Khiếp. Xử lý mặt cắt rất đẹp. Nuôi cái dàn tại cạnh bên trên. Wow, những cây khế cổ. Trái thì thôi xum xê quý vị. Đây, chị em xem trái. Qua wow, không trái kín hết rồi, hầu như là chi nào cũng có trái kín hết. Qua wow, tuyệt vời. Nói mà cái hàng đôn chậu của anh bố trí đây, sắp xếp cũng rất là mê rồi. Thật sự là chuyến đi lần này trở lại vườn của anh Vũ sau một năm, gần một năm, có sự thay đổi khá là nhiều. Thứ nhất là tất cả dàn bonsai đều xanh tươi tốt và cây rất là làm gọn gàng, kể cả không gian vườn nữa quý vị, sắp xếp sạch sẽ hết. Đấy, một khu vườn phải nói là khá rộng và lớn, nhưng mà quý vị xem không, rất là sạch không. Nó được phối thêm những cái bộ bàn đôn, những dòng gốm sứ rất đẹp đấy. Rồi bắt đầu tiếp tục. Nơi đây thành phố thấy có một cái một số ổi quý vị, những cái ổi ta mình á, nhưng mà những cây này là thuần chậu rồi, tức là trái rất là nhiều á. Đây, những cái cây này mà đặt trước sân nhà ha, khu vườn, những cái nơi mà thích hợp mà. Đấy, nội mà mình dùng trái không là cũng mê rồi quý vị. Siêu trái không, triểu quả. Đấy, những cái cốt nó cũng hay. Qua wow, không. Đây, phía trước cái ổi mà anh phối nè, đó. Những chiếc chậu mà chậu xưa, chậu cổ. Hay quá ha. Phải nói là quá xuất sắc á quý vị. Thì phải nói là như năm rồi mình Thanh Phú lên đây cũng là quá bất ngờ.
Nói chung là cũng đủ duyên thành phố đi. Chứ cũng biết anh là cũng khá lâu rồi, nhiều năm trước. Nhưng mà đợt vừa rồi, năm rồi đó, thì cũng có dịp đủ duyên thành phố lên. Thì thấy cũng rất là ngạc nhiên. Phải nói là thật sự ngạc nhiên. Vì trên này mà giữa lòng thành phố Pleiku mà sao lại có một cái vườn cây phải nói là quá quá khủng luôn quý vị. Đấy thì mãi đến tận hôm nay là cũng gần dắp năm thành phố trở lại. Đấy thì nó cũng có sự khác biệt. Đấy, những cái tác phẩm bonsai mỗi ngày mỗi nhân rộng và chỉnh chu hơn. Đó rồi những cái tác phẩm đẹp hơn. Đây, phía trong này có một cây ổi phải nói, ổi ta mình này. Đó, nếu anh chị em mình có nhu cầu thì cứ tham khảo những cây ổi mà siêu trái này. Những cây cốt chậu mà trái to không? Đó, trái triểu cây luôn. Wow, không? Trái. Trái to không? Đó, những cây ổi. Còn nói về hàng bưng bê tầm 1 người bê, 2 người bê, 4 người bê. Quá nhiều quý vị, thật sự là phải nói quá nhiều, từ những hàng mini rồi có cả siêu mini luôn, phải nói là nể phục ảnh luôn. Quá ảnh chơi đa dạng thiệt, nhiều lắm quý vị. Phải nói là đây đây là một tác phẩm xanh nữa này. Một cây búp măng nữa này. Đấy, phía dưới anh là phối. Wow, cái chậu men cao cấp, men xưa, những chậu xưa, chậu cổ, chậu cũ, đẹp không? Đây, tác phẩm xanh. Đấy, những cây cốt chậu nuôi cũng sắp xong cây rồi. Cũng hàng siêu to. Cái xanh quá dè. Nội mà phá cốt mà nuôi cái dần tây không mất vài năm mới có cái dần tây, phải lực lượng quá gì. Đấy, ở trong có đá, ở trong những cái sành rít đá, phải nuôi dần tây lực lượng hết được phân tán. Đấy, cũng hàng siêu to. Đấy, đứng trên chậu tầm 1m8, 2m rồi không. Wow, không. Đây, ở bên trong thì có một cây thiên nhiên rừng núi. Thật sự cây này thành phố cũng quên tên mất không. Đấy, anh chị em mình xem. Wow, một cái cây mà một tác phẩm như một cái búp măng ha, hệ lùng, tổng chiều cao thì khoảng 1m8 thôi. Wow, một cái hoành khủng khiếp. Yeah, khiếp không? Wow. Đấy, vào đây rồi thì quý vị tha hồ mà ngắm mà xem. Quá nhiều. Đấy, có anh em nào mà ở gần ở thành phố này, ở Gia Lai, có dịp ghé vô để ngắm bonsai tại vườn của anh Vũ. Đấy, anh chị em mình cứ liên hệ với anh. Rồi, tiếp tục quý vị. Đây, phía trước lại phối một cái bộ bàn ha. 5 chiếc đồn, 6 chiếc đồn. À, 6 chiếc đồn quý vị, bộ bàn đẹp mắt không? Chị chiều mát mát ngồi thưởng trà ngắm cây. Đẹp nhất là về đêm mà mỗi khi mà mùa trăng quý vị. Ngồi đây mà thưởng trà thôi, ngắm cây mà có trăng nữa. Còn gì bằng quý vị. Và để tiếp tục chia sẻ anh chị em là có, anh cũng có chơi mai nữa quý vị. Những cái mai tàng đó, những cái mai tàng mà hàng siêu to đó. Cây này vô hệ bonsai này. Đấy, anh cũng mới cắt và nuôi cái dàn tán, dàn cành nó cũng 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 khá rồi này. Một cốt khủng khiếp. Đây, cốt một mà bảy đế. Qua wow. Đây cả ôm mà quý vị.
hoành này là hoành mét mấy hết, khoảng mét 2, mét 4 hết, qua wow. Không đó, cây này thì cắt nuôi, đang nuôi cái dàn dàn cành dàn tay nó cũng khá rồi nè. Qua wow. Những cây mai phải nói là hệ bonsai khéo quá, có mấy cái cành này, cái cành lắc hay quá, mà sao lại nó ôm vào đó rồi nó lắc qua kia cũng khéo nha. Cái này là tạo từ nhỏ nè, khi tạo từ nhỏ người ta uống vào đấy, cũng hay, có nhiều cái sự sáng tạo mà khi mà cây nó còn bé, cành nó còn bé đó quý vị, có một cái ý tưởng, một cái sáng tạo, chứ nếu để mà nó to như thế này rồi thì không làm gì được hết đấy. Hay quá đấy, còn hàng xanh bên trong, những cái xanh mà bám đá qua wow, không hàng xay lớn đấy, thì len lỏi đâu đó những cái chậu mà bưng bê anh cũng chen vào đó đấy quý vị xem trước màn hình đó. Tức là kín chỗ hết, không có chừa chỗ nào hết đó. Anh bài trí mỗi một cái chậu nhỏ là mỗi một chiếc đôn đấy, được bài trí sắp xếp hết đây đấy quý vị đấy, những một cái cây nhỏ, cây bưng bê thì dưới có một cái đôn men cao cấp không. Và có một cái cây này cũng khá đặc biệt nè, anh chị em mình biết mà, cái cây danh mộc không, cái gỗ cẩm á, cẩm lai vậy, biết không đó. Đây nè, Thanh Phú quay cho anh chị em mình xem là anh sở hữu hình như là cũng có mấy cây á, cây cẩm lai đó, cái gỗ cẩm lai mà để làm danh mộc đây, cái cây này hồi giờ anh em thấy người ta đóng bàn, đóng ghế, đóng tủ hay là những cái gì đó, chứ còn anh em mình chưa thấy cái cây của nó ha. Đây nè, cây thực tế là cây và lá nó đang sống khỏe. Anh vào cái chậu nữa nè. Đấy, một cây cẩm lai á. Cái lá của nó đó. Đây, cái lá của nó. Đây, bộ lá nè, xanh rì không? Cẩm lai á quý vị. Này cái lũa nè. Cái lũa này mà tưới nước lên cái coi, mê lắm. Đấy, cái lũa cẩm mà để mà thuộc về cây danh mộc đó. Được, cũng được chơi là gọi là bonsai luôn quý vị. Đây cũng hay, siêu tầm những cái cây mà coi như là ít có người chơi, đôi khi là nó cũng khan hiếm, không có. Đấy, cây danh mộc lũa này. Nói gì cẩm lai thì mặt của nó là khoảng 20 thôi, đường kính 20 là dữ lắm rồi. Đó, chứ không có mặt lớn hơn nữa. Tại vì cái dòng này là dòng coi như dòng danh mộc, sống thiên nhiên rừng núi nó không thể to được, hình như là nó vậy đó quý vị. Mà cây này được đem về tạo thành một cây bonsai với nó cũng đó, nuôi dàn cốt cành, dàn cành dàn tay đó. Lá đẹp kìa đó, một cây cẩm lai nha quý vị. Đó, anh chị em mình xem tận mắt không, dưới này hai tử, có hai tử bên dưới nữa. Còn cái da, cái bộ da đó là đây, da hình như là giống cây trắc đúng không quý vị? Đúng rồi, cái da nó hình như giống da trắc. Đó. Nếu mà không xem lá thì cũng không phân biệt được. Đấy, giống như cái da trắc ha. Đấy, nó là một cây cẩm lai, một cây danh mộc. Đó, nó lũa mặt này nhưng mà mặt kia là mặt liền. Nó cuốn đẹp kìa. Đây, nó cuốn lại quá trình mà nó cuốn lại. Đó. Gỗ mà gỗ cẩm lai rồi thiệt chứ. Quý vị bỏ ngoài mưa ngoài nắng cũng chưa ăn thua gì nữa. Đó, dòng danh mộc. Lũa đẹp quá. Rồi tưới nước lên biết. Nổi vân vân đẹp. Mặt sau liền. Mặt sau là mặt da đó, nó cuốn da liền đẹp đó. Đấy, chia sẻ những cái tác phẩm, những cái cây mà phải nói là khá là lạ. Quý vị anh chị em mình à, xem. Đây, cái này là hải châu, một cụm rừng hải châu. Cũng xanh, xanh tươi tốt. Đây, vào một cái chậu cũng khá là xịn. Đây, cụm rừng. Đấy, cụm rừng đặc luôn. Wow. Hải châu. Rồi tiếp tục quý vị, mời anh chị em mình ngắm qua một cây mai, mai lùm. Cây mai này phải nói là chia sẻ cùng với anh chị em là cây này là phải cả trăm năm chứ không phải ít đâu. Tại vì sao? Anh chị em mình phải thử xem nè. Chút nữa Thanh Phú đi vào gần rồi anh chị em mình ngắm. Một cây mai mà phải nói là cái dàn tay, cái dàn cành của nó đó. Cái cốt thì thôi không nói, nhưng mà cái dàn cành, lực lượng.
Phải nói là cây mai phải nói là quá siêu luôn. Tỷ lệ chiều cao thì khoảng 2m, 2m1, 2m2 gì đó. Đó. Đây. Qua không? Cây này hoành nó tới 1m4 hay sao quý vị? Cái bình thân á. Mà nó hay lắm, nó có một cái chân đế đó. Nó sải. Đây. Vào những cái chậu này là chậu lục giác. Lục giác này cũng phải là mét mét rưỡi, mét sáu gì à. Chậu lục giác này, này to khiếp không. Đây anh chị em mình xem cái chân nữa nè, nó sải chân hay quá không, quá tuyệt vời không. Đó, cái quanh địa ba đó không phải là mét tư đó, còn dạng dàn tay thôi đừng nói nữa. Đây tay to to lực lưỡng không. Qua wow, một cây mai không biết phải cây đột xanh hay không nữa đó. Nếu cây này mà thực sự chính xác một cây đột xanh nữa thì thôi, giá trị cỡ nào không có gì. Nếu một cây mai đột xanh. Đấy, anh chị em mình muốn biết thì cứ liên hệ anh Vũ. Anh Thanh Phúc cũng quên hỏi là cây này cây đột xanh. Nếu mà chính xác một cây đột xanh nữa thì quá tuyệt vời quý vị. Quá xịn luôn. Nếu là cây mai đột xanh. Qua wow, không? Dàn tay không? Dàn cành. Đấy, lên tới đây cái đoạn cốt nó khoảng 60, 65 gì đó, bắt đầu nó tẻ nhánh ra. Lực lưỡng không? Nhánh nào nhánh nấy to hết. Đấy. Qua wow, không? Ghê thiệt. Đấy, chân nó sải, cái chân này nó sải ra phải là khoảng tầm là 6-70 gì đó. Nó sải ra rất là hay. Đây, anh chị em mình để ý cái đoạn mà anh nuôi đó, đó. Cái đoạn cắt con tàn là anh nuôi đó. Đấy, to như cổ tay mình hết rồi đó. Ghê không? Quá không? Đấy, trước kia con tàn hết lại tất cả hết mà giờ nuôi rồi. Đó, cái dạng nuôi nó ra to bằng cổ tay hết. Khiếp á. Sải chân khiếp không? Nếu cây này mà được kìa, không biết phải cây đột xanh hay không. Nếu cây đột xanh thì thôi. Qua. Wow. Nếu đúng là dòng mai đột xanh. Rồi, để Thanh Phú lùi xa anh chị em mình cùng ngắm lại tổng thể của cây mai, phải nói là siêu VIP. Đấy, kể cả hai cây luôn nè. À, trước màn hình quý vị. Đấy, còn rất là nhiều. Nhiều những cây lùng lực lắm. Đây nữa nè, quý vị. Đấy, bên này là một cây lùng lực, phải nói là đây. Đấy, cây này hoành cũng phải là mét tư trong này nữa nè. Đó. Nếu mà ít nhất cũng phải mét ba, hơn mét ba, mét tư gì đó. Cây này được cắt cốt nuôi, là nuôi cũng lâu rồi. Lùng, lùng lực. Kiểu như là đầm lùng á. Cây này cao khoảng chừng chắc mét mét ba thôi chứ không có nữa đâu, mét ba đổ lại thôi, cũng phun tán đó nè. Còn lại những hàng mini quý vị thấy không, để ý không, cứ mỗi một cây mini như vậy là dưới có một cái đôn men. Qua wow, không, mà hầu như là rất là nhiều luôn quý vị. Nếu mà thật sự mà đếm ra thì thôi không biết bao nhiêu nè. Đó quý vị xem không, đó, đôn men luôn chứ đó. Toàn bộ hết đấy. Đấy, như cây cần thăng này phải nói già không, già khủng khiếp không, lên cốm hết rồi này. Đó, xây một người bê thôi, cao chắc tầm 55. Đấy, một cây cần thăng mà già khiếp, lên cốm. Đấy, bên trong cũng cần thăng nữa nè, rồi kể cả xanh khế. Đấy, đấy anh chị em mình xem thấy không, kể cả đôn mà dư nữa nè. Đôn mà đôn dư nữa đó, anh phối thêm lên cái chậu nhỏ nhỏ. Bên này nữa nè, một cái xanh. Ô, cái xanh này cốt hình thú. Xây này xây vừa tầm luôn quý vị. Khoảng hai người bê nhẹ này. Một cái xanh cốt hình thú nó già khủng khiếp. Ô, nó già. Đấy, cốt hình thú. Đó, dân tay này. Xây một người bê nặng, hai người bê thì nhẹ. Cây này đẹp tuyệt vời này.
Đây, quay kỹ kỹ cho anh chị em mình xem cây xanh này, phải nói mê không, coi mặt bên này luôn. Đây một bạch luôn quý vị, kiểu cúc hình thú không mà nó già. Ồ nó già, cái dạng tay không. Wow, lực lượng. Wow, kết đây, bò đẹp quá, phải nói là tuyệt vời. Cái bầy đế già nó trắng hết rồi, quá già. Đấy thì nơi đây thì Thanh Phú thấy anh sở hữu khế nữa nè, khế gân có mà khế ta mình cũng có đó nè. Đây quý vị, những cây khế mà phải nói là hàng siêu già đó. Hai cây ở bên trong cây, ngoài cây. Những cây này là vô những chiếc chậu tàu. Đấy, già ghê không quý vị xem. Đấy, trên này co lắc kiểu văn nhân. Qua wow, không ta nói mè khó đế, khế khó tay đó. Anh chị em mình xem vàng tay không, phải lực lưỡng không, qua vàng tay không đó. Tay chưa nói đâu, vàng râm nữa kìa đó. Cây này xả kẽm lâu rồi này, coi vàng râm này. Đấy đẹp quá không, cây khế phải quá không, đặc biệt là cái bệ này. Cả ôm luôn. Đấy bên trong một cây nữa này. Hai cây này hình như là nó ăn cặp quý vị, kích thước nó cũng bằng nhau, cao nó tầm khoảng 1m2. Đấy bên trong cũng tương tự vậy rồi. Cũng kiểu trực văn nhân. Đấy tay cành to nục đế nở. Tuyệt vời không quý vị. Đấy được trải nghiệm một cái không gian mà phải nói là quá tuyệt vời. Đấy rồi vừa qua Thanh Phú cũng chia sẻ một ít quý vị, thời lượng thì cũng ngắn thôi để anh chị em mình dễ xem. Đấy nhưng nếu quay dài quá thì anh chị em mình xem cũng không hết, nên Thanh Phú mới chia ra, phân chia ra nhiều tập. Đấy quý vị anh chị em mình nếu có yêu mến thì cứ theo dõi vườn của anh Vũ ở Gia Lai, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đấy thì Thanh Phú xin phép để dừng cái clip này và tiếp tục có chia sẻ những cái clip tiếp theo, anh chị em mình đón xem và theo dõi. Rồi Thanh Phú xin chào.